Trong thảm họa vừa rồi, Luân Đôn thì chúng ta đã phải chứng kiến nhiều hình ảnh câu chuyện đau lòng như chuyện một người đàn ông ôm đệm nhảy xuống đất từ tầng 24 hay là chuyện về một người tị nạn Syria sống sót bom đạn chiến tranh nhưng lại chết vì giặc lửa ở miền đất hứa. Ở chiều ngược lại, ở trong nghịch cảnh, chúng ta cũng được chứng kiến nhiều câu chuyện đáng ngưỡng mộ về tình người, về sự mưu trí, bình tĩnh vượt qua hoạn nạn của con người. Và thông tin sau đây là về trường hợp của bà mẹ Natasha Elcock, người phụ nữ sống trên tầng 11 của tòa nhà Grenfell Tower, đã cứu cả gia đình thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ việc xả nước tràn căn hộ. Natasha Elcock, 39 tuổi, cùng bạn trai và con gái 6 tuổi của cô mắc kẹt tại tầng 11 tháp Grenfell, trong khi đám cháy lan nhanh toàn bộ tòa trung cư, Mặc dù được hướng dẫn ở yên trong căn hộ, Natasha đã quyết định có cần phải làm điều gì đó để tự cứu lấy mạng sống. Vì vậy, cô quyết định xả nước ngập nhà từ phòng tắm vì tin rằng độ ẩm sẽ giúp giảm bớt nhiệt lượng từ vụ cháy và gia đình cô sẽ có thêm thời gian để chờ giải cứu. Sau khi chờ đợi 90 phút, Natasha nhận được một cuộc điện thoại khác yêu cầu gia đình cô hãy ra ngoài. Họ đã thử đi ra cửa nhưng ở đó quá nóng. Cô đã gọi 100 cuộc điện thoại xin hỗ trợ và may mắn là đội cứu hỏa đến kịp để đưa gia đình tới bệnh viện sau khi cả ba hít phải nhiều khói độc.